chào mừng các thượng đế đã quay trở lại với cửa hàng của người chơi đồ. Rồi bán hơi nhiều laptop gaming cho nên là hôm nay đổi gió một tí. Xin phép được giới thiệu một con hàng nửa nạc nửa mỡ, một chiến thần sang pha nhớt, một chiếc laptop nửa ultrabook nửa gaming, chiếc ThinkBook 14 G5+, một chiếc máy mỏng nhẹ với màn hình 100% sRGB, tỷ lệ 16:10 và độ phân giải là 2.8K, lại còn có chứng nhận IFC bảo vệ mắt. Nghe thì có vẻ là rất văn phòng nhưng mà lại được trang bị cấu hình hiệu năng cao i5-13500H, card đồ họa rời RTX 3050, khiến game siêu phê. Và đây là chiếc máy đang được bán tại Trung Trần Laptop với mức giá 25.5 triệu. Nếu mà cảm thấy hứng thú thì các bạn hãy bấm vào đường link ở bên dưới hoặc là inbox ngay cho fanpage của Trung Trần để có được mức giá tốt nhất. Còn bây giờ là review chi tiết. ThinkBook là một cái dòng máy mỏng nhẹ tầm trung của Lenovo, có thể coi là một phiên bản trẻ trung hơn của dòng ThinkPad. Thì ThinkPad thì dành cho doanh nhân, chủ doanh nghiệp, thì ThinkBook dành cho nhân viên đi. Nó sở hữu một ngoại hình khá là signature, nhìn vào là biết ngay đây là ThinkBook. Một vẻ đẹp khá là tinh tế và sang trọng này. Bộ khung CNC nguyên khối đem lại một cái vẻ đẹp khá là tinh tế và sang trọng này. Lớp sơn khá mịn, sờ vào thì cũng sướng nhưng mà cảm giác cầm thì không được bám tay cho lắm. Kích thước máy nhỏ gọn chỉ 14 inch, dày 1,6 cm và nặng 1,4 kg, thoải mái mang đi flexing mà không sợ vướng víu. Mặt lưng được thiết kế độc đáo với hai mảng màu xám và bạc riêng biệt cùng với logo ThinkBook to đùng để tăng độ nhận diện thương hiệu. Thêm mấy quả tag Lenovo ở trên này nữa thì đúng là nhìn phát biết luôn là máy gì. Xung quanh về màn hình thì còn được bonus thêm một cái đường pad rất là sexy. Mặc dù là sở hữu một trọng lượng khá là khiêm tốn nhưng bản lề của ThinkBook 14 G5+ thì vẫn được mở bằng một tay. Độ mượt và độ chắc chắn không thua kém gì so với MacBook. Lenovo còn rất tinh tế khi mà làm pad đúng cái phần giữa này để cho khi mà mở máy lên sẽ được dễ dàng hơn. Sau chắc thấy thiếu là thêm chữ ThinkBook nữa cho chiến. Cổng kết nối thì có 3 cổng USB-A thoải mái cắm thiết bị ngoại vi này. Đặc biệt là có một cổng A được làm giấu vào trong một cái nắp đậy vào, kiểu như là các ông cắm receiver vào ấy thì giấu vào đây cho nó khỏi dây lung tung mà lại còn vừa gọn máy. Tiếp theo là hai cổng Type-C, trong đó có một cổng Thunderbolt 4 để xuất hình truyền file nhanh, một cổng HDMI 2.1 này, một cổng audio 3.5, một cổng mạng LAN RJ45 và một khe thẻ nhớ microSD. Vì đây là một chiếc ultrabook mỏng nhẹ cho nên là sẽ không có nhiều khe tản nhiệt như là trên những chiếc laptop gaming. Khe hút gió của nó sẽ nằm ở mặt đáy và xả nhiệt ra ở phần khe bên dưới bản lề. Nhớ anh em thì cứ lo là thiết kế kiểu này thì nó sẽ làm gió nóng phả lên màn hình và gây ra hỏng hóc các thứ, rồi là tản nhiệt không hiệu quả. Nhưng mà thôi, các ông có lo bỏ trắng răng, Lenovo họ tính cả rồi chứ cứ ảnh hưởng đến máy, đời nào họ làm, hoặc là các hãng họ đều bỏ nhau làm thế. Màn hình thì là một cái điểm mạnh rất lớn của dòng máy này. Hầu hết những chiếc ThinkBook đều được trang bị những thông số về màn hình rất là xịn sò, rất là chuẩn chỉ. Và con này cũng không phải ngoại lệ. Độ phân giải 2.8K cùng với tỷ lệ 16:10 nó đem lại độ sắc nét cho hình ảnh và lại còn mở rộng thêm không gian để làm việc, lướt web các thứ thoải mái này. Độ phủ màu cao 100% sRGB và một độ sai lệch màu cực kỳ thấp, nên là làm những công việc về hình ảnh hay màu sắc cần độ chính xác cao thì chiếc máy này đáp ứng được. Tần số quét nó 90Hz, tuy là không cao, không quá mượt như trên màn của laptop gaming, nhưng với một chiếc ultrabook thì con số 90Hz theo tôi là đủ để đem lại một trải nghiệm tốt. Và cái màn được phủ một lớp chống chói cùng với công nghệ iSafe giảm ánh sáng xanh đem lại một góc nhìn cực kỳ tốt, kể cả có dán mắt vào màn hình cả ngày thì chắc vẫn mỏi nhưng mà đỡ hơn. Viền màn hình thì cũng khá mỏng, nói chung là đủ để người dùng không cảm thấy khó chịu. Một chiếc ultrabook mỏng nhẹ, màn hình chuẩn màu các thứ các kiểu thì nghe rất là văn bùa văn phòng các thứ, nhưng mà lại được trang bị cấu hình hiệu năng cao của một chiếc laptop gaming. CPU i5 này 13500H 12x16 luồng, thu nhập tối đa là 4.7 GHz. Một con chip hiệu năng cao lại còn là Z13 mới nhất của Intel như này thì hiệu năng với nó là một điều không cần bàn. Với những công việc văn phòng cơ bản như là Word, Excel là quá thừa thãi này. 30% hiệu năng của con CPU này là chắc chắn làm được cả trăm file Excel. Còn nếu mà muốn hành hạ nó hơn một tí thì vẫn cứ thoải mái và làm Photoshop này, mượt không một chút giật lag nào. Đá sang một chút Edit Premiere thì import file nặng chục GB, add cả chục hiệu ứng vẫn chưa lag, preview vẫn mượt. Render một file 10GB mất tầm 5 phút. Cứ như này thì mấy ông editor chắc một ngày xong mấy job. Các đồ họa thì nó có cả RTX 3050, mặc dù là dòng card cũ nhưng hiệu năng vẫn cứ ok, vẫn chơi tốt một vài tựa game eSports như là LOL, CSGO, Valorant. FPS thoải mái trên 100, tần số quét 90Hz đủ mượt để combo ra số EQ tốc biến này, lìa súng các thứ vẫn nhìn thấy tim địch được. Tôi có thử chơi một chút game AAA như God of War thì có vẻ là cấu hình này vẫn đáp ứng đủ tốt để chơi được tầm 60fps ở setting low hoặc thấp hơn một tí ở original. Nhưng mà theo thời gian thì FPS sẽ bị giảm xuống rất thấp, chỉ còn tầm 30-40, xong rồi máy nó rất nóng. Bài học rút ra ở đây là tôi test thì tôi cứ test để biết là cái sức mạnh của máy nằm ở ngưỡng nào thôi, chứ còn để mà sử dụng như một người dùng cơ bản thì không nên bắt nó hoạt động quá sức trong một thời gian dài như này. Dù gì đây cũng là một chiếc ultrabook mỏng nhẹ, nó không được đầu tư quá nhiều về tản nhiệt. Ở trong này thì có rất ít không gian để cho luồng khí được lưu thông một cách tối ưu nhất, nên là việc máy bị quá nhiệt là điều không thể tránh khỏi, mà bị quá nhiệt thì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng. Cách chống cháy thì một là đem ra hàng tra thêm keo tản nhiệt hoặc là kiếm thêm cho nó mấy quạt tản nhiệt để kê cao lên cho nó thoáng hơn. Kết luận lại là con máy này thì ý chí thì có nhưng mà gian khó thì không chịu được.
trông thì kiên cường nhưng mà trèo tường thì vẫn phải có thang. Về bàn phím và touchpad thì cũng bàn phím 60% tiêu chuẩn, có tích hợp cả bảo mật vân tay nút nguồn này. Cái gì mà phím của con này nó cứ bị đáng yêu ấy, kiểu nó bo cái tròn lại các góc xong rồi kiểu thuôn thuôn nhìn thích phết. Nhưng mà cảm giác gõ thì tôi thấy là hơi nông, gõ và hơi bị hững một xíu. Ông nào mà quen chơi phím cơ mà sang gõ phím này chắc là thế chết luôn. Nhưng mà bù lại thì vì nó nông nên độ phản hồi tốt này. Điểm cộng nữa là led trắng, nhìn đơn giản mà cũng đỡ ngứa mắt. Touchpad thì tiêu chuẩn trên Ultrabook, không có gì đặc biệt. Kích thước không quá to cũng không quá nhỏ, được phủ kính nên là cảm giác vuốt đi vuốt lại rất smooth. Chiếc máy này thì sở hữu viên pin là 60Wh cũng không gọi là quá cao so với một chiếc Ultrabook đâu. Với tầm pin này thì dùng chay được khoảng 4-5 tiếng nếu mà không làm việc gì quá nặng. Như thường lệ thì cứ cắm sạc vào mà dùng cho nó chắc. Sạc con này thì là sạc Type-C nữa nên là sạc tí là đầy rồi mà nó cũng rất là gọn. Thực ra nếu mà tính trên phương diện một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ thì phải nói luôn là con này chả có nhược điểm gì cả. Nó có tất cả những thứ mà một người dùng cơ bản có thể cần như là build chất lượng này, ngoại hình tối giản, màn hình xịn, cấu hình khỏe, hiệu năng cao, nhiều cổng kết nối, không còn gì là có thể đòi hỏi thêm được nữa. Nhưng có một điều mà tôi chưa thích lắm đó là i5-13500H và RTX 3050 là một cấu hình nó hơi bị quá mạnh để đặt vào bên trong một con máy mỏng nhẹ như này. Bản thân con máy này thì không thể rút hết được sức mạnh của cấu hình, hiệu năng nó không thể lên đỉnh được mà còn lại khiến cho máy bị nóng hơn khá nhiều, thì luôn chỉ được khoảng tầm 70% so với máy khác có cấu hình tương đương thôi. Vậy nên là để con máy này có thể phát huy được tốt nhất những gì mà nó có thì hãy áp dụng một số biện pháp tản nhiệt và hạn chế chơi game hay là làm những công việc yêu cầu hiệu năng quá cao, vừa đủ thôi là được. Tổng kết lại thì con hàng nửa nạc nửa mỡ này có mức giá 25.5 triệu vẫn là một chiếc laptop ngon. Tất cả những thứ xịn sò như là vỏ nhôm này, thiết kế sang trọng, màn hình đẹp, tần số quét cao, cấu hình khỏe đều có ở trên ThinkBook 14G5+, vô địch tầm giá, top đầu phân khúc đỉnh cao Ultrabook. Với tôi hơi nóng tí. Các thực đến nào có nhã hứng với em hàng thịt ba chỉ này thì có thể bấm ngay vào đường link ở phía bên dưới hoặc đến ngay với cửa hàng Trung Trần Laptop để còn có giá ngon hơn. Các bạn thấy sao về chiếc máy này? Tầm giá này đã ngon chưa hay là có máy nào ngon hơn thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là Linh, đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.